Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố vừa triệt phá hai ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4, tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đồn biên phòng Hải Vân bắt quả tang Ngô Văn Sang, 31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đang gửi 2 kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở thành phố Huế, Thừa Thiên Huế với giá 3 triệu đồng. Tang vật thu giữ ngoài 2 kg thảo mộc khô còn có một ô tô, hai điện thoại di động. Mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy của Sang, lực lượng biên phòng khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của người này, thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột khác loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác. Bước đầu Cường khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời. Trước đó Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ thành phố Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ mỹ, ma túy nước biển nên Cường tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời gửi mẫu giám định chất ma túy để củng cố hồ sơ xử lý.